con này là con chăn chứ, con chăn chứ. Chăn đâu? À đâu là con chăn. Con chân to đúng chăn. Đúng rồi. Con này con bé ấy hả? Chăn đấy các bạn ơi. Ôi con này nhá, cái con này đầu ấy kìa, mặt cái người nó to này mà. Con này á? Không độc, anh bảo tam giác mới độc đúng không? Cái loại rắn mà rắn đầu, nước thường là không độc đầu đúng nó tam giác, đầu là rắn cực độc luôn. Để làm gì mà tam giác đâu. Rắn nước thường không độc đúng không chị? Sao anh? Con độc quá hả? Con này mỗ nó lạ nhỉ? Con này mỗ nó lạ thật đấy. Anh dùng thế này chị nhìn thấy chưa, em nhìn chưa, đầu tam giác chưa, gọi là rắn độc lắm đấy đấy, đúng rồi, đầu tam giác xong rồi thân của nó trơn nhỉ. Ừ, nó trườn cái hổ mang ra, nó bành cái kia ra, cái nó bành được không, đây con này có cái hổ mang rồi đúng hình như thế. À, xin chào nha bạn Tắc Kè. Oh, the
sweethearts that ever I had, they'd wish me one more day to stay. But since it falls into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly come. Good night and God be with you all. So chú rắn của Thái Lan các bạn nhé. Đây là nơi nghiên cứu rắn lớn nhất của Đông Nam Á. Một trong những bệnh viện lớn nhất của Đông Nam Á. Và để hiểu sâu hơn về viện thì xin mời quý khách di chuyển vào trong theo em ạ. Di chuyển vào trong theo em. Nhưng mà cái gì đâu? Di chuyển vào đây hả quý vị? Cái gì nói gì vậy? Rắn thôi rắn. Đây là mô hình quý vị. Mô hình hình chiếu luôn ạ. Sao đi sau? Rồi. Xin mời ạ, xin mời gia đình mình đi chuyển vào đây đi ạ. À, đây là mô hình con bò sữa nha quý vị nhá. Đây con bò sữa. Đấy. À, bây giờ mình đã dùng ở đây. Mô hình con hoa hoa cổ quý vị ạ. Đây. Các sở thì đi sau đi. Đây người ta cho chụp hình quay phim nhá. Gia đình mình ở đây người ta cho chụp hình quay phim mà. À, đây là mô hình quý vị. À, đây là mô hình không phải vấn đề chuyện này ạ. À, hiếm này là hình mô phỏng ngoài vật của con rắn con chân quý vị. À, còn đây là hình ảnh mô phỏng ngoài cùi của con rắn con chân nhá. Cùi của nó. À, chúng ta tập trung ở đây ạ, quý vị, gia đình mình ạ. À, phía bên tay phải quý vị đây là mô hình dạ dày của rắn của chân và cách của nó tiêu hóa thức ăn của mình quý vị. À, trong dạ dày của nó sẽ có một chút axit để nó tiêu hóa thức ăn. Thức ăn của nó có chân chân có cả con người của chúng ta quý vị. Quay tí nào. Sao rắn đục đâu? À, dưới hình con rắn hiện gì lên màu đỏ và rắn trong tủ kính đó cực kỳ độc khác. Còn dưới hình con rắn hiện gì lên màu vàng cao và rắn trong tủ kính có độc trung bình chẳng được ít. À, đây. Đây. Ôi, sợ chưa? Cái này nó đều để cho nhiệt độ đi. Mình mô lại cho nó. Bây giờ chúng ta
độc nha quý vị nhá. Sấn lắm độc độc này. Chồng nó phải chém to nó bắt đầu cái bè rất độc rồi. Quả ơi tối thì hả gì đâu mang có độc không có mang độc cực luôn cho thế này nó bỏ nó bỏ cái này không bỏ lên đâu không bỏ rồi. Chị sợ rắn không? Có à? Nhưng mà nếu mà nó ở trong lồng mà chị không sợ nhá. Rắn các bạn ơi. Quý vị khích lệ và ủng hộ cho người nghệ sĩ chúng ta một chút tiền lẻ được không ạ? Bao nhiêu lượt khích lệ và động viên tinh thần cho những người nghệ sĩ chúng ta. Xin cảm ơn anh chị nhé.